Nhà gặp oan cái về tiền bạc phải làm sao? Thời gian rảnh thì mình nên làm gì? Xin thưa, gặp oan cái về tiền bạc mà quý vị nói cái kiểu này sư cũng chịu chết thôi. Ai biết oan cái của quý vị là oan cái kiểu gì hả? Sư lấy ví dụ như vậy đi, ví dụ như vậy đi, người ta mượn mượn tiền mà người ta không trả thì hoặc là người ta quỵt nợ hoặc người ta giật nợ, thì chúng ta có hai cách nghĩ như vậy. Thứ nhất là nếu như hồi đó là do cái tiền nghiệp á, có nghĩa là hồi xưa mình cũng mượn nợ người ta, mình giật nợ người ta, hoặc hoặc là do cái chúng ta đã từng phạm cái giới trộm cắp, cho nên đời nay đó mình bị thiệt thòi về tài sản, thì cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên, coi như là chúng ta trả cái nghiệp đó ha. Và làm ơn tự hỏi bản thân, nếu như mà chúng ta gặp cái chuyện là mình bị hao hụt về tài sản á, hỏi bản thân coi từ hồi nhỏ tới bây giờ, từ hồi mình sinh ra tới bây giờ, có bao giờ mà mình tham cái tài sản của người khác hay không? Cho đến cái trái xoài nhà hàng xóm mà mình tới mình hái trộm, cho đến một cái viết của cái bàn bàn của cái đứa học sinh kế bên, mình lấy mình viết bài mình không xin, cho đến những cái nhỏ nhỏ mà trong kinh tạng mà Bắc truyền nói là ngọn cỏ cây kim cũng thành nghiệp trộm. Ví dụ như mình đi vào chùa mình thấy cái bông đẹp, có bao giờ mà mình hái nó mà mình không xin chưa hả? Đó rồi mình đi chỗ này chỗ kia mình thấy trái cây nó đẹp, và mình thấy trái cây nó ngon, mình thấy cái bông nó đẹp, có bao giờ mà mình hái nó mà mình không có xin chủ nhà chưa? Chứ đừng nói cái chuyện mà mình trộm cắp thì nó lớn quá, cái của mà người ta không có cho mà mình tự ý mình lấy nó có hay không đấy. Hoặc cho đến những cái của mà công cộng á, mình có xài hơi bị nhiều hay không, có xài lãng phí hay không. Ví dụ như nước công cộng mình có xài lãng phí cái nước đó hay không đấy. Thì những cái như vậy đó, tự hỏi lòng, tự hỏi lòng từ hồi nhỏ tới bây giờ, tôi có bao giờ tôi làm những chuyện đó không? Nếu có thì cái chuyện mà mình bị thất thoát tài sản không có oan, không hề oan ha, nó là chuyện đương nhiên. Rồi cái thứ hai đó, chúng ta nghĩ cái thứ hai là như thế này: nếu như mà bản thân chúng ta là giới hạnh trong sạch ha, giới hạnh sư nhấn mạnh là giới hạnh trong sạch, và nếu như kiếp trước mình cũng không có, cũng giới hạnh trong sạch y chang vậy đó, cũng không có giật nợ ai, không có lấy tiền của ai, không có trộm cắp tài sản của ai, mà thời nay đây là lần đầu tiên trong cái kiếp luân hồi này họ phạm cái lỗi này với mình, có nghĩa là họ lấy tiền của mình, họ mượn nợ mình, họ họ làm cho mình thất thoát tài sản, thì nhân quả công bằng, đời này hoặc đời sau sớm muộn họ cũng trả lại cho mình thôi, không cần đòi, không cần đòi, sớm muộn họ cũng trả lại cho mình thôi đấy. Bằng hai cách nghĩ đó thì chúng ta sẽ vượt qua được. Nghĩ thứ nhất á, là nếu như đây là lỗi của mình do tiền nghiệp mình đã làm hoặc do cái kiếp này mình đã làm thì mình chịu gì là đáng rồi, còn nếu không phải như vậy đó thì sớm muộn gì cái tài sản của mình thì nó cũng trở về lại của mình kiếp này hoặc kiếp khác vậy thôi.